Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách nắp IC của máy cắt cỏ động cơ 4 thì. Cách căn chỉnh sao cho IC ra được ánh lửa mạnh nhất. Chúng ta dùng 3 tờ tiền Konime mệnh giá 500 thì nó sẽ ra lửa mạnh nhất các bạn. Tôi nói vui thôi, chúng ta có thể dùng 3 tờ tiền hoặc là tờ giấy để căn sao cho cái độ hở của nó từ 0,4 đến 0,5mm vào mâm lửa là tốt nhất. Sau khi chúng ta đặt xong thì chúng ta sẽ siết ốc lại. Hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng tôi đang dùng 4 tờ tiền Konime mệnh giá 500.000. Sau khi chúng ta đặt chặt vào thì chúng ta sẽ siết cứng ốc lại nha. Sau khi siết xong thì chúng ta sẽ lấy tiền ra. Rồi, độ hở bây giờ nó sẽ khoảng tầm 0,3 đến 0,5mm là phù hợp nhất. Các bạn hãy thử làm. Nếu các bạn không có 4 tờ Konime 500 thì chúng ta có thể dùng 4 tờ 10.000 cũng được ha. Không thì chúng ta dùng cái tờ giấy trắng khổ A4 chúng ta cặp đôi vào là được. Các bạn hãy thử và comment lại cho mình xem là có hiệu quả hay không nhé.